ATM Lucky, Hải Long Land, Mic Group đồng hành cùng chương trình. Xin được kính chào quý vị khán giả. Đây là chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút trên kênh thông tin Invest TV. Chương trình hôm nay ngày 20 tháng 4 sẽ có nhiều thông tin nổi bật như sau. Thị trường căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh ảm đạm trong quý 1 năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương sẽ cùng mở rộng quốc lộ 13. Đà Nẵng chuẩn bị đầu tư 15.000 tỷ đồng xây dựng thành phố môi trường. FLC sẽ làm sân golf ở Gia Lai từ 156 ha đất rừng chuyển đổi. Đồng Nai, cuối tháng 6 năm 2021, bàn giao toàn bộ mặt bằng sân bay Long Thành. Lập hội đồng thẩm định đầu tư dự án sân bay Phan Thiết 10.000 tỷ đồng. Bắc Ninh có thêm 4 khu công nghiệp 1.000 ha. Thưa quý vị, theo ghi nhận của Savills Việt Nam, phân khúc căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1 năm 2021 đã có sự suy giảm mạnh cả về nguồn cung, tỷ lệ hấp thụ cũng như lượng giao dịch trên thị trường. Đơn vị này cho biết nguồn cung căn hộ sơ cấp trong quý 1 năm 2021 đạt hơn 4.900 căn, giảm trừ 56% theo quý và trừ 31% theo năm. Tổng nguồn cung mới đạt hơn 2.200 căn từ 2 dự án mới và giai đoạn tiếp theo của 8 dự án hiện hữu, giảm trừ 73% theo quý và 38% theo năm. Trong đó 2 dự án hạng B mới ở Thủ Đức chiếm 33%. Căn hộ hạng B dẫn đầu nguồn cung sơ cấp trong quý 1 với 57% thị phần với các khu đô thị mới, các quận gồm quận 2, quận 7, quận 9 và chiếm 78% nguồn cung sơ cấp hạng B. Đáng chú ý, tổng giao dịch trong quý 1 đạt 2.100 căn, mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua, giảm trừ 76% theo quý và trừ 56% theo năm do nguồn cung sơ cấp thấp. Dù vậy, hai dự án hạng B mới đã bán tốt với tỷ lệ hấp thụ 86%. Căn hộ diện tích lớn ở các dự án hiện hữu với giá cao chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn cung sơ cấp khiến cho tình hình hoạt động giảm, tỷ lệ hấp thụ trung bình chỉ đạt 42%, giảm mạnh trừ 34% theo quý. Giá bán ghi nhận tăng ở cả 3 hạng, trong đó các giai đoạn tiếp theo của dự án hiện hữu ghi nhận mức tăng đến 6% so với các đợt mở bán trước đó. Theo báo cáo triển vọng thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam của Fingroup, các chủ đầu tư bất động sản chiếm 38% trong tổng số các doanh nghiệp phát hành trái phiếu với tổng trị giá hơn 7 triệu đô la Mỹ, tăng 28% theo năm. Từ năm 2018 đến năm 2020, tỷ lệ hấp thụ tăng hàng năm và đạt 90% vào năm 2020. Tuy nhiên, tổng lượng giao dịch căn hộ sẽ là thách thức lớn cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu khi ghi nhận mức giảm trung bình trừ 32% một năm. Dự án mở rộng quốc lộ 13 từ ngã tư Bình Phước đến chân cầu Bình Triệu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương hợp lực thực hiện. Dự kiến dự án sẽ được bắt đầu trước năm 2025 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 từ ngã tư Bình Phước đến chân cầu Bình Triệu đang được lập kế hoạch đầu tư và sẽ triển khai trong giai đoạn 2021-2025. Dự án có tổng vốn đầu tư là gần 10.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, trong đó chi phí xây dựng hơn 1.300 tỷ đồng, tiền giải phóng mặt bằng khoảng 8.100 tỷ, còn lại là các khoản chi phí tư vấn, quản lý, di dời hạ tầng kỹ thuật, dự phòng. Quốc lộ 13 được coi là tuyến quan trọng để nối tỉnh Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh, trong khi tỉnh Bình Dương đã mở rộng 6 làn xe, sắp tới chuẩn bị tăng lên 8 làn xe, thì khi về tới thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh lại bị thắt cổ chai nên hầu như ngày nào cũng kẹt xe. Đoạn từ ngã tư Bình Phước đến chân cầu Bình Triệu dài 5,5 km nằm trong dự án thành phần xây dựng cầu Bình Triệu 2 được hình thành từ 20 năm trước, tức vào khoảng năm 2001. Ban đầu, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mở rộng quốc lộ 13 rộng 32m, sau đó nâng lên 53m, rồi 60m với tổng vốn đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng. Do không đủ vốn nên thành phố giảm xuống chỉ mở rộng 43m, tổng vốn đầu tư còn gần 3.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thể triển khai. Thưa quý vị, mới đây Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định phê duyệt đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030 với tổng kinh phí ước tính là 15.546 tỷ đồng. Đề án đặt ra mục tiêu tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao hơn nữa những tiêu chí môi trường đang có.
Thành phố Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025 đáp ứng các mục tiêu, chỉ tiêu của giai đoạn và có lộ trình đến năm 2030 theo hướng đô thị sinh thái, tạo sự an toàn về sức khỏe và môi trường cho người dân, các nhà đầu tư, cho du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai thực hiện đồng bộ ở 4 nhóm thành phần trọng tâm là phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, cải thiện môi trường, cải thiện những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, đồng thời tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường với 31 tiêu chí cụ thể. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, bảo vệ môi trường được lồng ghép trong các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0, chủ động phòng ngừa kiểm soát ô nhiễm, giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm cấp bách, khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường kết hợp với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Chính quyền Đà Nẵng cho biết sẽ huy động các nguồn lực trong xã hội kết hợp với tăng chi ngân sách, áp dụng hiệu quả các nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả chi phí xử lý và bồi thường thiệt hại, người hưởng lợi từ các giá trị do công tác xử lý, duy trì bảo vệ môi trường phải trả phí tương ứng, tiếp tục đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng và người dân trong bảo vệ môi trường. Mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư với quy mô 174,01 ha, trong đó chuyển mục đích sử dụng 155,93 ha rừng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện dự án. Theo phê duyệt, dự án sân golf Đắc Đoa được thực hiện tại thị trấn Đắc Đoa, xã Glass và xã Tân Bình, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai. Mục tiêu đầu tư xây dựng sân golf 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế. Diện tích khu đất là 174,01 ha, trong đó thực hiện chuyển mục đích sử dụng là 155,93 ha rừng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện dự án. Thời gian hoạt động dự án 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dự án có tổng mức đầu tư là 1.142 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là gần 173 tỷ đồng, vốn vay là hơn 969 tỷ đồng, chiếm 84,86% tổng vốn đầu tư. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, khi thực hiện dự án sân golf Đắc Đoa, nhà đầu tư phải giữ lại phần lớn diện tích rừng trồng thông, chỉ di thực những cây nằm trên đường golf hoặc các công trình xây dựng khác để trồng vào các vị trí phù hợp. Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ dự án, các nội dung giải trình, tiếp thu của nhà đầu tư và các nội dung đã thẩm định, chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Khu đô thị Việt Hàn được hình thành như một minh chứng cho sự phát triển ngày càng thịnh vượng của Phổ Yên. Khu đô thị Việt Hàn tọa lạc tại thôn Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Từ khu đô thị có thể kết nối dễ dàng tới các trục đường huyết mạch và tiện ích khu vực. Khu đô thị Việt Hàn hướng tới trở thành một khu đô thị lộng lẫy, hiện đại bậc nhất trên miền đất hứa, sẽ kiến tạo một môi trường sống đẳng cấp, hiện đại với đầy đủ tiện ích hoàn hảo, bao gồm các dịch vụ như trường học quốc tế, khu văn phòng, khu mua sắm, không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao và giải trí, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe. Trong tương lai, Phổ Yên sẽ trở thành một trong những thành phố phát triển bậc nhất tại khu vực Trung Du miền núi Bắc Bộ bởi những khu công nghiệp tầm cỡ và những khu đô thị đẳng cấp. Khu đô thị Việt Hàn sẽ là ngôi sao sáng giữa thành phố Phổ Yên hoa lệ, là nơi tạo nên những giá trị cho cuộc sống của bạn. Khu đô thị Việt Hàn, nơi niềm tin trở thành giá trị. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc giải phóng mặt bằng và một số vấn đề liên quan đến dự án sân bay Long Thành. Theo dự kiến, đến cuối tháng 6, tỉnh Đồng Nai sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng sân bay Long Thành.
Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, để xây dựng sân bay Long Thành, nhà nước phải thu hồi 5.000 ha đất, trong đó gần 2.000 ha đất của các tổ chức, diện tích còn lại là do hơn 5.500 gia đình quản lý và sử dụng. Đến nay, phần đất của tổ chức cơ bản đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đối với đất gia đình, đã phê duyệt và công khai phương án bồi thường hỗ trợ cho gần 3.500 hộ với diện tích hơn 1.500 ha. Về việc khu tái định cư Lộc An Bình Sơn phục vụ sân bay Long Thành, đến nay các đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành tất cả các gói thầu trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm đường, vỉa hè, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống thoát nước, cung cấp nước sinh hoạt và hệ thống điện, chiếu sáng, viễn thông. Đang xây dựng 4 công trình xã hội, 3 trường học và 1 trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Đồng thời đã cấp đất tái định cư cho hàng trăm hộ tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn. Do hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành nên từ bây giờ người dân có thể xây dựng nhà ở trong khu tái định cư. Vướng mắc lớn nhất trong giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành là việc bồi thường hỗ trợ đối với 1.000 trường hợp mua bán cho tặng đất bằng giấy tay với diện tích khoảng 50 ha. Với những trường hợp này, pháp luật không quy định cụ thể. Hiện Đồng Nai đã giao huyện Long Thành, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thống kê cụ thể từng trường hợp, nghiên cứu các quy định của pháp luật, tham mưu tỉnh đề ra phương án xử lý. Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, dù có những khó khăn vướng mắc, nhưng Đồng Nai quyết tâm hoàn thành chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho người dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án sân bay Long Thành vào cuối tháng 6 năm 2021, bàn giao toàn bộ 5.000 ha đất cho chủ đầu tư xây sân bay. Điều này hoàn toàn khả thi bởi người dân đồng thuận, sẵn sàng bàn giao đất cho nhà nước. Ngành chức năng trong tỉnh đang dồn lực thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ sân bay. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa trình Thủ tướng thành lập Hội đồng Thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư hạng mục hàng không dân dụng dự án Cảng hàng không Phan Thiết theo hình thức BOT. Dự án đã được Thủ tướng đồng ý chủ trương đầu tư năm 2014, đồng thời giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận là cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện. Sau khi công bố danh mục dự án, lập thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã lựa chọn và ký hợp đồng với nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Rạng Đông. Ngày 29 tháng 8 2018, Bộ Giao thông phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sân bay Phan Thiết từ cấp 4C lên cấp 4E, do đó dự án phải điều chỉnh tăng quy mô và tăng tổng mức đầu tư lên 10%. Theo quy định tại luật đầu tư, theo phương thức đối tác công tư, dự án phải thực hiện thủ tục phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi ký kết phụ lục hợp đồng đối với các nội dung sửa đổi. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng thành lập Hội đồng Thẩm định liên ngành để thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Sân bay Phan Thiết đã được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch năm 2009, rộng 543 ha. Dự án từng được khởi công vào đầu năm 2015, dự kiến hoàn thành 2018, nhưng sau đó đã được tạm dừng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký và ban hành các quyết định về việc thành lập các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sắp tới Bắc Ninh sẽ có thêm 4 khu công nghiệp, 1.000 ha với tổng mức đầu tư 12.000 tỷ đồng. Tại quyết định số 128 QĐ-UBND, Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập khu công nghiệp Gia Bình 2 có diện tích 250 ha với tổng vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng thuộc địa phận các xã Nhân Thắng, Thái Bảo, Bình Dương, Vạn Ninh, huyện Gia Bình. Tại quyết định số 129 QĐ-UBND, Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập khu công nghiệp Quế Võ 3, phân khu 2, có diện tích khoảng 208 ha với tổng vốn đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng tại các xã Việt Hùng, Phú Lương, Quế Tân, huyện Quế Võ. Tại quyết định số 130 QĐ-UBND, Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập khu công nghiệp Thuận Thành, có diện tích khoảng 250 ha với tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng thuộc địa phận các xã Ninh Xá, Trạm Lộ và Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành. Thời gian hoạt động của dự án phát triển kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã làm việc với các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các nhà đầu tư báo cáo khái quát tình hình triển khai, đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy, dự kiến các dự án thu hút đầu tư trong năm 2021 và những năm tiếp theo, đồng thời kiến nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng, nhất là sớm có quyết định bàn giao đất để tạo điều kiện cho việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp.
Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị, cũng như cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Long, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mic Group Việt Nam và Công ty Cổ phần ATM Lucky Việt Nam. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế bất động sản có trong ngày. Nếu quý vị cần tư vấn hay có bất cứ thắc mắc nào về chương trình, xin vui lòng liên hệ theo số hotline của chương trình 0823465555 hoặc địa chỉ email là banbiên tập@invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.